Cô Tuyên xin chào tất cả các ba mẹ đang tìm hiểu về chương trình tiền đề ưu tiên chung cũng như là các ba mẹ đang chuẩn bị tham gia chương trình tiền đề ưu tiên chung. Và đây là cái chương trình xây dựng giúp ba mẹ biết tiếp cận đến cái phương pháp giúp trẻ học ngôn ngữ tự nhiên, chương trình tiền đề ưu tiên chung đó. Vậy là chương trình này là phần chương trình mà cô Nguyễn Thị Thanh Huyền viết sách đúng không ạ? Viết sách giúp các bạn trong cái chương trình để các bạn học và xây dựng chương trình cùng cô Tuyên. Và trong video này thì cô cũng sẽ giúp cô Huyền luôn cái phần hướng dẫn và giải đáp cho chúng ta ở phần cái đây chúng ta có thể nhìn thấy giao diện của hai cuốn sách tiền đề yêu tiếng Trung xinh đẹp ạ. Đấy, cô Nguyễn Thị Thanh Huyền là chủ biên đúng không ạ? Và cô Lê Hoàng Sang, cô là hỗ trợ và người là thành viên cực kỳ quan trọng giúp cô Huyền đã hoàn thành được xong cái cuốn sách này một cách là như như là mong muốn của mình ạ. Thì cái câu hỏi thường khi mà các bạn tham gia cái chương trình mà tìm hiểu giúp con học cái ngôn ngữ không theo phương pháp truyền thống và các con học một cách rất là tự nhiên, vậy câu hỏi đặt ra là gì? Chương trình tiền đề yêu tiếng Trung mục tiêu là gì? Đúng không? Mục tiêu của chúng ta chắc chắn là yêu thích tiếng Trung tự nhiên. Và học tuân theo trình tự tự nhiên là cần phải nghe, nói, đọc và viết. Vậy làm như nào để chúng ta nghe, nói, đọc và viết theo cái trình tự đó thì chúng ta cần phải tham gia vào chương trình và nhìn thấy được cái sự sắp xếp từ từ thấp lên cao từ cái chủ đề và làm như nào để các con xen kẽ với việc mà vừa học và vừa chơi và giúp các con nghe, nói, đọc, viết như nào. Và học là giúp các con kích thích cái sự vui vẻ chứ không phải là học là cặm cụi đúng không? Chúng ta học nếu mà ngay đầu tiên chúng ta tiếp xúc với ngôn ngữ mà chúng ta cứ cặm cụi ghi chép á, và chúng ta sẽ rất là nhanh nản. Và làm như nào chúng ta sẽ cần phải luyện nói nhiều. Đó, luyện nghe, luyện nói, luyện luyện xem và cách cách luyện như nào để chúng ta đạt được cái kết quả tối ưu mà tránh được những cái sai lầm không đáng có đúng không? Thì chúng ta nhìn đây ạ. Thì cái phần đầu tiên đó chính là học. Chúng ta có cái câu hỏi số 2. Đây là chương trình áp dụng cho khóa tiền đề yêu tiếng Trung gồm có những gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy là cô liệt kê ra khoảng 3 phần. Phần 1 là học theo giáo trình biên soạn riêng cho khóa tiền đề yêu tiếng Trung. Cô đã nói lúc trước là cô Huyền đã là người chủ biên đúng không ạ? Và cô Sang là thành viên hỗ trợ đắc lực cho cô Huyền đã xây dựng xong cái chương trình này. Và chương trình này rất là đặc biệt bởi vì là tất cả các cha mẹ vào trong chương trình này là không biết tiếng Trung. Đấy, các bạn không biết tiếng Trung, vậy làm thế nào để đi cùng con? Để đi cùng con khi mà không biết thì nó mới vui đúng không ạ? Vì chúng ta không biết đúng sai như nào thì chúng ta cứ lo sợ về con mình đúng sai. Chúng ta học cùng con và vui vẻ thì học cùng con sẽ tốt hơn là việc là luôn luôn nói là à con sai rồi đấy, thế là nói sai rồi thì là con chán luôn, con khỏi học nữa. Chúng ta sẽ cần phải từ từ tiếp cận dần, nghe nguồn chuẩn gì sẽ ra đầu chuẩn. Và phần thứ hai là học qua giải trí đúng không? Phần này cực kỳ quan trọng. Chúng ta học qua hát, xem phim và cái bộ phim mà các cô đề cập đến chính là thói quen tốt của bạn Quý Vị và nhiều cái bộ phim khác mà học vẽ. Đó, cô sẽ cập nhật cái những cái bộ phim cho các bạn học ở trong chương trình. Và số 3 là phụ huynh tiếp cận tìm hiểu homeschool y Trung Quốc đúng không? Trong y Chinese thì cái chương trình này là cái chương trình mà sau khi kết thúc chương trình tiền đề yêu tiếng Trung là các con hoàn toàn học được chương trình homeschool này ạ. Và cái chương trình này rất là đặc biệt để giúp các con yêu thích Hán văn một cách tự nhiên, biết biết chữ Hán. Mà các con chơi chương trình đó là vừa chơi vừa học chứ không phải là theo cái cách tiếp cận là chúng ta cứ cặm cụi viết nhiều trước ạ. Đã cần phải khơi dựng gợi cái việc yêu thích chữ Hán trước và viết thì nó đi theo sau đó. Và câu hỏi số 3 là học theo phương châm thuận tự nhiên là gì? Đó, cái phần này rất là đặc biệt bởi vì là làm nào để thuận tự nhiên, vì thường là chúng ta ngày xưa chúng ta học là cứ ngữ pháp vô tương đúng không? Thì đấy có gọi là thuận tự nhiên không? Sinh ra chúng ta đã biết gì đâu mà ngữ pháp đúng không? Vậy là cứ coi như một ngôn ngữ chúng ta vừa mới sinh ra thì là chúng ta không nên đi học ngữ pháp đúng không?
Đây là cái bước số 1. Thì các con sẽ cần được cung cấp hình ảnh, nội dung, ngữ cảnh song song với việc là nghe tiếng Trung, nghĩa là gì ạ? Ví dụ nhá, khi mà các bạn học là nói là con chó chẳng hạn, thì các bạn sẽ được cung cấp cái hình ảnh về con chó, sau đấy là được nói về cái ngữ cảnh về con chó, đúng không? Thì chúng ta sẽ hiểu được à, cái video này đang nhắc về con chó đấy ạ. Thì chính là cái hình ảnh trực quan để giúp các con là tiếp cận. Và đến cái bước số 2 là giúp trẻ bật nói, sao chép theo cái khả năng của mỗi bạn. Cái phần này ví dụ những bạn mà nhỏ nhỏ từ 1 đến 3 tuổi, các bạn hoàn toàn có thể tiếp cận, giúp các con là xem và nghe, và xem với cái thời lượng là thời lượng ngắn. Mỗi video các bạn nên cho con xem khoảng dưới 30 phút một ngày thôi, đúng không? Chúng ta không cho con xem nhiều, và xem thôi, sau đấy là chúng ta chủ yếu tập trung với nghe, đúng không? Và xem ở đây chúng ta là xem cùng với con vận động, chứ chúng ta không để cho con nhìn ngồi màn hình. Đấy là cái phần khác nữa liên quan đến việc xem và làm nào để cái cơ chế đó được kích hoạt liên tục. À, vận động, đúng không? Vận động sẽ giúp trẻ thông minh hơn. Bước số 2 là giúp trẻ bật nói, sao chép theo cái khả năng của mỗi bạn. Là ví dụ như là có những bạn có thể sao chép nguyên câu, có những bạn thì sao chép hình một câu nói được có một từ, vậy là không sao cả, đúng không? Từ một từ thì các con sẽ dần dần nói lên hai từ, hai từ lên ba từ. Đấy là cái việc mà sao chép của các con là nó lên dần, nó lên dần theo độ tuổi. Chúng ta không cần phải lo lắng điều đó. Và cái bước số 3 là học đọc, nhớ mặt chữ tự nhiên nhẹ nhàng, đúng không? Vậy là làm nào để giúp các con nhớ tự nhiên? Chúng ta cứ để cho con nhìn mặt chữ Hán, và từ từ các con thích. Chúng ta không cần ép các con phải nhớ ngay, cứ chơi với chữ Hán trước, chơi với cái chữ ở trong sách, đúng không? Chúng ta sẽ dần dần nhìn thấy được là các con dần dần, wow, sao cái chữ tiếng Trung nó lại khác với là chữ tiếng Việt, đúng không? Chữ tiếng Trung nó khác chữ tiếng Anh, vậy đó là dùng ký tự, đúng không? Nó dùng các cái từ tượng hình, đúng không? Đấy, đấy là cái khác. Và bước số 4 là học thì luôn luôn kết hợp với giải trí vui vẻ, đúng không? Và cái bước này cực kỳ là quan trọng ở trong cái chương trình. Bởi vì khi mà các con có giải trí vui vẻ thì các con sẽ được hứng thú và gây cái trí tò mò cho mình là à, tiếng Trung nó như thế này, à, tiếng Trung nó có nhiều cái hay vậy à. Đấy, đấy là cái khơi gợi cái trí tò mò trong các con khi mà các con vừa giải trí vừa học với ngôn ngữ. Khi mà chúng ta yêu cầu con là học chăm chỉ, nhưng mà học chăm chỉ bằng bị ép nó khác với cả học chăm chỉ bằng cách là con muốn tự tìm nó. Dần dần con khơi gợi, chúng ta khơi gợi cho con cái điều đó, và sau này khi đủ thời gian các con sẽ biết là mình tự tìm kiếm cái gì để mình học được. Đến phần câu hỏi số 4 là học trong bao nhiêu lâu thì kết thúc khóa học, đúng không? Học trong bao nhiêu lâu thì kết thúc khóa học, thì thời gian bắt đầu là khi mà học viên đã tham gia nhóm, nghĩa là khi mà các bạn tham gia nhóm thì chúng ta là bắt đầu, hoặc là chúng ta chuẩn bị về thời gian và chuẩn bị về cái học liệu khi nào sẵn sàng. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, khi nào chúng ta thấy là chúng ta đã sắp xếp được thời gian để chúng ta đi với chương trình tiếng Trung một cách bài bản thì chúng ta bắt đầu. Các cô không yêu cầu các bạn bắt đầu lúc nào, là chúng ta tự quyết định cái điều đó. Bởi vì xây dựng cái chương trình này là hướng đến việc mà chúng ta biết cách chủ động, bản thân chúng ta chủ động được thì con sẽ biết chủ động theo, và cái đó sẽ hình thành cái tính cách về sau cho các con, đúng không? Mục số 2 là thời gian một học viên hoàn thành thì khoảng 6 tháng là ngắn nhất. Vì có những cái ngày mà các con ốm đau, đúng không? Hoặc là các con đi chơi, hoặc là nhà có việc bận, đúng không? Thì chúng ta, hoặc là có những cái ngày nghỉ lễ, đúng không? Thì chúng ta kéo dài với nó một chút, và nó sẽ có ngắn nhất là 6 tháng, và dài nhất là các bạn học trong khoảng 1 năm, đúng không? Và mục số 3 là sau 6 tháng học viên chưa xong vẫn tiếp tục duy trì học hết cuối khóa. Đấy. Vậy sau 6 tháng này thì các bạn có bị yêu cầu là dừng khóa không ạ? Không, chúng ta tiếp tục được duy trì học, đúng không? Đến một câu hỏi số 5 là có bao nhiêu bài trong sách tiền đề và một bài học trong bao lâu? Vậy là chúng ta nhìn ạ, trong chương trình chúng ta sẽ có gồm 16 bài, và mỗi bài chúng ta sẽ học trong 4 ngày và được chia thành các bước cụ thể. Thì trong cái phần tóm tắt, cái khai thác nhóm học, cô sẽ chi tiết cái này cho các bạn. Đây là chúng ta sẽ có những cái tóm tắt chung.
Và câu hỏi số 6 là những sai lầm khi mà học chương trình ngôn ngữ hay là tiếng Trung thì chúng ta cần khi tránh, đúng không? Chúng ta cần tránh. Một là xem màn hình quá nhiều, đúng không? Nhiều khi là bố mẹ học ở đâu đó là cứ cho con nghe, con xem nhiều vào, đúng không? Nhưng mà chúng ta không định lượng được là thời gian chúng ta cho con xem là bao nhiêu và bỏ con với cái màn hình và không có những cái hoạt động chơi cùng con. Cái này, cái xem này rất nguy hiểm. Với những bạn từ 1 đến 3 tuổi còn rất dễ và rơi vào trạng thái là trầm cảm. Và trên 3 tuổi trở lên các con rất dễ nghiện TV mà không biết lý do vì sao. Và các con nghiện bởi vì chỉ là gì ạ? Xem quá nhiều các con nghiện nữa ạ. Và khi mà xem đối diện với cái màn hình mà không có vận động ạ, các con sẽ dần dần trở lên ngồi ngồi nhiều, trì trệ, đúng không? Và không thích hoạt động. Cái sự năng động của các bạn sẽ dần dần là bị mai một đi. Vậy nên là các bạn sẽ phải giảm thiểu cái điều này. Và cái thời gian khi mà có con xem màn hình nên là khoảng 30 phút, đúng không? Nên là khoảng 30 phút. Sau 30 phút đấy thì chúng ta dừng và cái việc sau đó là chúng ta sẽ cần cho con nghe đài. Phần thứ hai là tập trung đọc quá nhiều. Khi mà hoạt động nghe ngôn ngữ thì lại quá ít trong thời gian nạp ngôn ngữ. Trong thời gian nạp ngôn ngữ chúng ta sẽ cùng xem video và nhảy múa, cùng nghe video và vận động theo. Đấy là cái vận động, đúng không? Và chúng ta không nên dành quá nhiều thời gian vào cái việc mà tập trung đọc quá nhiều. Việc đọc chúng ta sẽ, các bạn ấy sẽ đến một cách rất tự nhiên khi mà các con có cái được lặp đi lặp lại nhiều, đến khi mà các con quay trở lại các con đọc được cũng là ba mẹ không biết đâu ạ, đúng không? Các bạn đừng lo lắng cái điều đó, để thuận tự nhiên, đúng không? Và câu hỏi số 7 là chúng ta sẽ nhìn thấy cái giao diện lớp như này và cách tìm bài hướng dẫn, đúng không? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần giao diện đục. Các bạn, khi mà các bạn dùng thiết bị điện tử như là máy tính hoặc là điện thoại, chúng ta sẽ nhìn thấy cái giao diện như này, đúng không? Cái phần mà giao diện ở trên phần máy tính, cô sẽ giúp các bạn xem ở cái phần mà tóm tắt khai thác cái chương trình tiền đề. Các bạn sẽ nhìn thấy thì để tìm cái mục hướng dẫn thì các bạn nhìn vào đây ạ, đúng không? Sẽ có những cái phần mà các cô thông báo, các cô sẽ đăng vào cái mục đáng chú ý, các bạn có thể xem ở đây. Tiếp tục đến cái giao diện số 2 là rất là nhiều bạn thắc mắc, đó chính là cái giao diện này thì chúng ta không nhìn thấy cái phần hướng dẫn nữa, chúng ta chỉ nhìn thấy cái đáng chú ý. Cái hướng dẫn chúng ta tìm ở đâu? Chúng ta nhìn bên góc bên trái của điện thoại, chúng ta nhìn thấy cái ba gạch, đúng không? Chúng ta click vào đó, click vào đây ạ. Sau khi click vào đây thì cái màn hình của chúng ta sẽ hiện ra cái phần có cái bóng đèn đây, đúng không? Và hướng dẫn, và chúng ta sẽ click vào đây và sẽ ra phần cái giao diện là cái list hướng dẫn. Vậy đến đây cô đã tóm tắt xong cái quá trình mà các bạn học cái ngôn ngữ tự nhiên, làm nào để khai thác từng bước một, đúng không? Và tập trung vào bước nào. Chúng ta sẽ nhìn thấy là đây, cô sẽ sang cái phần tóm tắt khai thác lớp học tiền đề yêu tiếng Trung để chúng ta dễ dàng tiếp cận được là cách học như thế nào và làm như thế nào để vào học, đúng không? Và làm như nào để xem bài. Đây là cái phần cô sẽ hướng dẫn các bạn về cách truy cập vào nhóm học và tóm tắt chúng ta sẽ cần làm gì ở trong nhóm học và lớp học của tiền đề yêu tiếng Trung, đúng không? Thì đây là cái giao diện khi mà cô mới mở cái trang Facebook của cô, đúng không? Thì chúng ta làm nào để vào nhóm, thì chúng ta click vào cái phần cô cho này, đúng không? Chúng ta sẽ tìm kiếm tiền đề yêu tiếng Trung. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là lớp tiền đề yêu tiếng Trung đó, đúng không? Tiền đề yêu tiếng Trung. Đây là cái giao diện màn hình của lớp chúng ta khi mà chúng ta tham gia đấy. Đây là lớp là tiền đề yêu tiếng Trung. Chúng ta nhìn thấy là khi mà vào đây chúng ta nhìn thấy cái giao diện và cái phần thảo luận. Vậy cái mục thảo luận này thì giúp chúng ta cái gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy cái bài nộp của các bạn khác, đúng không? Các bạn khác đang học, đúng không? Các bạn nhìn thấy ạ. Đấy, đây là học sinh chăm chỉ, các bạn nhìn thấy học sách tiền đề đó. Vậy làm như nào để chúng ta vào đây để khai thác? Thì phần khai thác là phần nào? Chúng ta sẽ nhìn ở đây, chúng ta có cái mục, chúng ta có cái mục cùng mở rộng màn hình cho các bạn nhìn nhá. Ở đây là chúng ta nhìn thấy cái phần mục hướng dẫn, đúng không? Click vào chỗ phần hướng dẫn thì chúng ta sẽ nhìn thấy một loạt bài tập đấy, đúng không?
một loạt bài tập, từng bài một, từng từng bước một đúng không? Vậy quay trở lại, các bạn nhìn cái phần hướng dẫn một ở đây có cái gì? Có phần cô đã viết cái phần hướng dẫn chị học chi tiết, tức là để cho chúng ta không trong quá trình mà chúng ta nghe video và chúng ta cũng có thể là có thời gian rảnh chúng ta đọc cái phần học chi tiết này thì chúng ta ngấm cái phương pháp hơn ở trong đây đúng không? Chúng ta sẽ hiểu là tại vì sao chúng ta lại cần làm các bước ở trong cái chương trình tiền đề. Và để giúp các bạn biết được là cái link MP4 đúng không, để cho các con có thể xem ở nhà, chúng ta có thể mở ở đây. Đây là cái phần tham khảo tổng hợp link đây đúng không? Và cái phần tải audio nghe đài, chúng ta có thể tải cái audio ở đây và bất kể khi nào mà chúng ta mất cái file, chúng ta quay trở lại nhóm và lấy ở đây đúng không? Và đây là cái phần mà các con sẽ luyện theo chiến dịch, chúng ta sẽ click vào đây. Vậy để xem chi tiết chúng ta click vào đó, ví dụ cô sẽ vào phần hướng dẫn. Thì khi mà click vào hướng dẫn, chúng ta sẽ nhìn thấy cái mục ở bên này đúng không? Hướng dẫn học chi tiết đúng không? Chúng ta sẽ đọc kỹ ở đây. Đấy, nó gồm có những cái gì, cô chia sẻ hết trong này rồi đúng không? Quay trở lại, đây cái phần tổng hợp link MP4 đúng không? Đấy, các bạn click vào đây sẽ nhìn thấy cái phần tổng hợp đúng không? Đấy, khi mà chúng ta không muốn có ảnh hưởng của YouTube chẳng hạn, chúng ta có thể click vào đây để mở cho các con đúng không? Đấy, chúng ta xem thử cái audio nghe đài đúng không? Audio nghe đài đây, chúng ta nhìn thấy không? Đây có cái đường link ạ, cho các con nghe đó. Và 100 ngày luyện xem tuổi, chúng ta sẽ nhìn thấy được là chúng ta sẽ làm gì. Đấy, cô hướng dẫn các bạn khai thác kênh và ở đây chúng ta có đầy đủ cái hướng dẫn đúng không? Cái kênh này thì học viên các bạn nhìn thấy lớp mình đang học rất thích luôn. Các bạn nhìn nha. Đây ạ, các bạn nhìn học viên ạ. Đấy, các con tích lũy cái gì ạ? Tích lũy hàng ngày đúng không? Đấy, cách xem các bạn học bài. Thì ở đây, ví dụ như là cô muốn biết là bạn nào nộp bài ở trong này, là những bài nào, cô sẽ click vào cái tên của bạn đó. Đấy, cô sẽ kiểm tra được một loạt là các bạn ý đã học cái gì. Các bạn nhìn này, đó thấy chưa? Đấy, học sinh tiêu biểu xuất sắc luôn đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy cái thời gian mà các con học ạ. Đúng chưa? Này, chúng ta thử nha. Bạn ý đang diễn làm cô giáo và đang đóng mình là cô Phượng và diễn giống như là mình đang là giáo viên đúng không? Để cho ai đó đằng dưới là đang xem bạn ý học đúng không? Đấy, và cái cách này rất là hay, khi mà các con đã lớn rồi các con có thể diễn đạt lại và sẽ thành cái hình thức là ghi nhớ đúng không? Đấy. Đấy là học sinh khi mình kiểm tra là mình học cái gì thì mình làm nào, thì cái tiêu đề, cái phần của mình ở đây, ví dụ như cô chẳng hạn, cô coi như là cô là học sinh đây đúng không, cô xem là cô đã đạt được bài gì đúng không. Đây, chúng ta ví dụ bản thân mình là đây đúng không, vậy là những cái cô đăng cho các bạn ấy, đấy, nó sẽ hiện ở đây đúng chưa. Ví dụ các bạn muốn xem là cô đăng bài gì ở trong này, các bạn có thể click vào đó đúng không? Xem cô đã đăng cái bài gì, các bạn có thể theo dõi thêm đúng không? Đấy, đấy là cái cách mà chúng ta đi tìm xem người khác đang đăng gì, đúng chưa? Vậy là về phần đáng chú ý, các bạn nhìn thấy cô đăng bài ạ. Các bạn chăm đọc cái phần đáng chú ý để khi mà cô có những cái mục chú ý gì, các bạn có thể vào đấy đọc. Vậy đấy là cái cách mà xem lại cái phần mà bản thân mình học cái gì, thì chúng ta sẽ click vào giống như là cô click vào đây đúng không, xem bạn đã học gì đấy, chúng ta click vào của bạn chưa. Vậy là cái cách mà cô kiểm tra
học sinh có dễ không ạ? Xem là các bạn tiến trình học đến đâu cũng đơn giản đúng không ạ? Cả một cái lịch sử mà các bạn đã để lại. Vậy quay trở lại cái phần bước học nào, chúng ta sẽ quay trở lại cái phần bước học. Vậy để xem cái phần bước học, chúng ta sẽ click vào hướng dẫn. Cô sẽ đăng hết bài ở phần này. Các bạn nhìn bài 1 thì sẽ có hướng dẫn này. Bài 1 thì sẽ có bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Vậy là một bài chúng ta cần làm trong vòng 4 bước đúng không? Một bài chúng ta làm trong 4 bước. Bước 1 là học bài, bước 2 là ôn lại bài, luyện tập và tương tác đúng không? Thì có cái phần video tương tác của cô Phượng, cô đã làm video cho chúng ta dễ học ở đây ạ. Và bước 3 là làm bài tập trong sách đúng không? Và bước 4 chính là phần giải trí. Chúng ta có thể giải trí ở đây đúng không? Vậy là cái phần hướng dẫn của cô đã tuân thủ theo cái phương pháp mà cô đã nói ở trong chương trình, là làm như thế nào để giúp một học viên hay bất kể ai đó đang học ngôn ngữ muốn trở thành thành thạo đối với ngôn ngữ đó là cần phải tuân thủ theo các bước đúng không? Đầu tiên là học bài. Học bài đây là mình cần gì ạ? Đây, cô ghi học bài thôi nhưng mà nó đơn giản là chúng ta cần làm gì? Nghe và nhại theo clip đúng không? Đây là cái điều kiện mà các bạn học đây đúng không? Và đến cái bước 2 chúng ta làm gì đúng không? Bước 2 là ôn lại bài, thì ở đây là cái phần sách mà đã được biên soạn riêng cho chương trình tiền đề và nó phù hợp để từng làm từng bước, nó khớp với những bước mà các cô đã làm đây. Đây là một chương trình xây dựng rất là công phu, có giảng viên của đại học, đấy là cô Huyền đã biên soạn đúng không? Và cái phần thứ hai là ôn lại bài cộng luyện tập tương tác, thì chúng ta đã nhìn thấy ạ, đúng không? Đây, cái phần link của cô giáo đang tương tác ở đây đúng không? Đấy, chúng ta nhìn thấy ạ. Vậy là chúng ta có cái phần ôn lại là gì ạ? Vừa nghe vừa xem, và trước đi cũng có thể mở lên để nghe đúng không? Và xem cô giáo tương tác. Đó, chúng ta sẽ làm phần này. Đến phần bước 3 thì chúng ta sẽ làm gì? Là cần làm gì ạ? Làm bài tập trong sách, bởi vì phần trong sách với những bạn mà trên 3 tuổi trở lên nhá, thì chúng ta có thể làm bài tập trong sách nếu các con có khả năng. Còn với trường hợp mà các con từ 3 tuổi đến 5 tuổi mà chưa có cái khả năng đó, chúng ta có thể giúp các con bắt tay và cùng chơi với các con đúng không? Chứ không cần phải để các con phải làm đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ giúp các con là gì ạ? Đưa theo tay mình, hoặc là trợ giúp các con bằng cách là gì? Viết ra một cái tấm bảng lớn nếu con thích. Bởi vì cái tầm 3 đến 5 tuổi mà các con chưa hứng thú đến cái việc viết thì chúng ta có thể bỏ qua cái phần này. Thì thay bằng cái phần này thì chúng ta sẽ làm gì? Cho con tiếp tục nghe ngấm và nghe cái chương trình giải trí đúng không? Thay cho cái việc làm cái bài tập trong sách này với các bạn từ 3 đến 5 tuổi nếu như các bạn chưa thích viết đúng không? Và cái phần này các con sẽ có thể là khi mà làm bài tập trong sách xong thì các con sẽ nghe giải trí. Chúng ta quay trở lại cái phim Cú Lị và giúp cho con giải trí đúng không? Phim đó là chúng ta nên xem hàng ngày. Và phần thứ tư đấy là giải trí riêng một ngày luôn ạ, đúng không? Thì đến cái phần này chúng ta có những cái kênh giải trí là sử dụng tiếng Trung nghe và vẽ để giúp các con ngấm dần với ngôn ngữ đúng không? Thì cái kênh cô đã đặt ở đây và các bạn chỉ cần follow theo đúng không? Và sản phẩm các bạn nộp, các bạn học, các bạn nộp lên trên này đúng không? Vậy là chúng ta hình dung là một bài của chúng ta có đầy đủ các bước là học bài, ôn bài, làm bài tập trong sách và giải trí. Vậy chúng ta nhìn thấy được là cái phần tiêu chí là gì ạ? Các con cần học những cái học để lập lập lại thành cái quy trình giúp các con ghi nhớ mà không không gây áp lực đúng không? Và hoàn toàn không yêu cầu các con thuộc ngay một hôm, tự nhiên các con thuộc đúng không? Tự nhiên các con nhớ, cái đó là mình chỉ cần là chờ thời gian đến với các con. Và cái phần kết hợp luôn luôn song song với cả việc cần học đó chính là phần giải trí. Đấy là tiêu chí của chương trình tiền đề. Hoàn toàn không yêu cầu các bạn là phải thuộc chữ luôn ạ, đúng không? Các bạn học rất là tự nhiên, chúng ta không yêu cầu con thuộc chữ hay là ép các con phải bắt buộc là phải đọc được chữ Hán, đúng không? Và tổng quát lại ạ, chúng ta đã nhìn thấy bốn bước, bài nào cũng có bốn bước như vậy, nó là cái quy trình lặp đi lặp lại, nhưng mà các cái bài nó sẽ không lặp lại nhau và các con học rất là hứng thú. Và chúng ta nhìn tổng đây ạ, chúng ta có 16 bài,
Và trong 16 bài này các con học được rất là nhiều chủ đề và nhiều vốn từ vựng. Và kết thúc xong cái level số 1 là các con rất là tự tin. Và có những bạn xong level số 1 là chúng ta có thể học được với giáo viên Trung Quốc rồi ạ. Đúng không? Vậy cái tiền đề level số 1 khi các con học thì sẽ mất trong vòng bao nhiêu lâu? Chúng ta mất ít nhất là khoảng 3 tháng. Bởi vì là các con sẽ trừ đi những ngày mà ốm đau này kia đúng không? Hoặc là đi chơi. Thế là một cái chương trình tiền đề như này các con sẽ mất ít nhất khoảng 3 tháng. Đó. Và cái chương trình tiền đề yêu tiếng Trung của chúng ta gồm có hai level, thì cái phần level số 2 chúng ta cũng khai thác tương tự giống như cái level số 1, và chúng ta sẽ được hướng dẫn để tham gia cái chương trình nhóm học, lớp học của level số 2 sau khi chúng ta kết thúc. Vậy làm như nào để cho chúng ta tham gia được cái level số 2 đúng không? Thì kết thúc cái level số 2, kết thúc của cái level số 1 thì chúng ta sẽ thêm một cái phần nữa. Để khi mà chúng ta tổng kết để lên cái level số 2, chúng ta kéo xuống cái mục hướng dẫn số 18 và chúng ta sẽ nhìn thấy là tổng kết chuyển lên level 2. Việc tổng kết này để đảm bảo điều gì ạ? Để đảm bảo các bạn đã có những cái thành quả ở cái level số 1 và các bạn có khả năng để lên cái level số 2. Bởi khi mà chúng ta chưa học xong cái level số 1 và cái tích lũy của chúng ta chưa đủ lên level 2, các con học sẽ rất là vất vả. Vì vậy cô sẽ cần phải đảm bảo là các con sẽ cần phải học đủ ở đây đó, đúng không? Vậy là các bạn sẽ click vào bình luận ở đây và chúng ta sẽ liệt kê ra việc là mình sẽ đã học cái gì và xong gì như nào, thì cái từng mục một các bạn nhìn thấy không? Và để đảm bảo là các bạn sẽ được nhận sách đúng không? Chúng ta có thể liên hệ với cả đây, chúng ta có thể liên hệ với cả giáo viên hướng dẫn của mình và hỏi các cô hoặc là Đăng ngữ Daria đúng không? Chúng ta sẽ vào trang page của Đăng ngữ Daria. Chúng ta sẽ vào đây để chúng ta nhắn tin cho page đúng không? Thì các thầy cô sẽ trực ở trên này và chúng ta sẽ được trả lời câu hỏi nếu chúng ta có những cái thắc mắc mà chúng ta chưa nhận được sách đúng không? À, chưa nhận được thông tin ở trong cái lớp tiền đề yêu tiếng Trung. Vậy đây là cái phần tổng quan về việc mà chúng ta tham gia cái nhóm tiền đề yêu tiếng Trung và thực hiện các bước và sử dụng các cái mục chúng ta đọc ở đây đúng không, và các cái bài học. Thì cô rất hy vọng đây là cái phần tip video nhỏ để giúp các bạn khai thác chương trình tiền đề yêu tiếng Trung một cách hiệu quả nhất đúng không. Chúng ta bỏ một cái khoản chi phí rất là thấp nhưng mà để cái đạt cái hiệu quả như vậy là cả một cái hành trình mà chúng ta sẽ cùng kiên trì với nhau. Các cô sẽ luôn ở bên cạnh cùng các bạn để nhìn thấy được là các bạn đang đi đúng hướng hay không đúng không. Thì trên đây là những cái chia sẻ và hướng dẫn chúng ta khai thác chương trình tiền đề yêu tiếng Trung, và cô hy vọng nó là cái thước ích để cho chúng ta có được cái phần hướng dẫn chi tiết nhất đúng không? Hy vọng là các bạn sẽ triển khai một cách tốt nhất. Cô xin chào tạm biệt nha. Cô gửi lời cảm ơn đến ba mẹ đã quan tâm đến chương trình tiền đề yêu tiếng Trung và đồng hành cùng các cô trong cái chương trình tiền đề yêu tiếng Trung và giúp các con học tốt cái chương trình này đúng không? Cùng kiên trì với các cô. Và cái câu slogan ở trong cái chương trình tiền đề yêu tiếng Trung và nói riêng và tiền đề yêu tiếng Trung, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác mà cô dần dần sẽ xây dựng tiếp, thì đó chính là cái sự kiên trì và cái câu slogan của rất nhiều bạn, đấy là dắt ốc sên đi dạo đúng không? Dù đi chậm nhưng không nhất quyết là không dừng lại đúng không? Đấy là những câu slogan mà chính học viên các bạn khi mà cảm nhận được là cái sự hiệu quả ở trong chương trình và giúp các con học một cách tự nhiên và bài bản, giúp các con nạp ngôn ngữ đúng không? Thì đến đây là kết thúc cái video. Cô trân trọng cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình để yêu tiếng Trung cùng các cô đúng không? Bye.